đại ca. Đại ca đi, thằng Thái Xê nó cắn mình, lập bang phái lấy hết hai khu của mình. À còn tuyên bố tao Thái Dê đây tao chẳng biết sợ đứa nào. Thằng Nam Dâu xin lỗi nó đã hết thời. Mà kệ thôi, nó nói không sai, anh này cũng đã hết thời. Giờ anh không muốn sân si nữa rồi. Mày bảo sao? Cái gì? Thằng Nam Dâu nó mới về, vậy là tao cũng đã đi trước một bước. Giờ trong tay đã có con tim, trước kia nó luôn quý trọng. Thằng Nam Dâu chắn nó sẽ đến tìm. Đại ca ơi, thằng súng con đang rất nguy khốn trong lúc này. Ngoài anh ra chẳng có ai cứu nó được. Đại ca, đại ca đi, thằng Thái Xê nó cắn mình, lập bang phái lấy hết hai khu của mình. À còn tuyên bố tao Thái Dê đây tao chẳng biết sợ đứa nào. Thằng Nam Dâu xin lỗi nó đã hết thời. Mà kệ thôi, nó nói không sai, anh này cũng đã hết thời. Giờ anh không muốn sân si nữa rồi. Mày bảo sao? Cái gì? Thằng Nam Dâu nó mới về, vậy là tao cũng đã đi trước một bước. Giờ trong tay đã có con tim, trước kia nó luôn quý trọng. Chắc chắn nó sẽ đến tìm. Đại ca ơi, thằng súng con đang rất nguy khốn trong lúc này. Ngoài anh ra chẳng có ai cứu nó được. Đại ca, đại ca đi, thằng Thái Xê nó cắn mình, lập bang phái lấy hết hai khu của mình. À còn tuyên bố tao Thái Xê đây tao chẳng biết sợ đứa nào. Thằng Nam Dâu xin lỗi nó đã hết thời. Mà kệ thôi, sai anh này cũng đã hết thời. Giờ anh không muốn sân si nữa rồi. Mày bảo sao? Cái gì? Thằng Nam Dâu nó mới về, vậy là tao cũng đã đi trước một bước. Giờ trong tay đã có con tim, trước kia nó luôn quý trọng. Thằng Nam Dâu chắc chắn nó sẽ đến tìm. Đại ca ơi, thằng súng con đang rất nguy khốn trong lúc này. Ngoài anh ra